Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4, trang 34 đến trang 37. Bài 14, bài ca giữ nước. Bài đọc 2, meeting mừng độc lập. Bài tập số 1, hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay trước bóp cò nói lên điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Bầu trời buổi sáng rất cao, xanh và rộng mênh mông. B. Cờ đỏ sao vàng mọc lên ngày càng nhiều trước mỗi ngôi nhà. C. Chính quyền đã được giành lại từ tay địch, đất nước đã hoàn toàn độc lập. D. Người dân vô cùng hạnh phúc trước niềm vui đất nước đã hoàn toàn độc lập. Như vậy hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay trước bóp cò nói lên người dân vô cùng hạnh phúc trước niềm vui đất nước hoàn toàn độc lập. Như vậy câu số 1 chúng ta khoanh tròn chữ cái. Bài tập số 2, gạch dưới các từ ngữ miêu tả hình ảnh người dân nô nức về dự cuộc meeting. Như chùm hoa đến ngày nở rộ, cờ đỏ sao vàng mọc dần lên trước cửa mỗi ngôi nhà. Rồi mỗi người trên tay một lá cờ lần lượt đổ ra sân chợ. Trên dòng sông mênh mông, những chiếc xuồng với lá cờ mỗi lúc mọi gần nhau đổ về bến chợ. Xuồng nối nhau san sát, kết thành một chiếc bè đầy cờ bập bềnh trên mặt sông. Chiều hôm ấy, người từ các nơi đổ về đứng chật cả sân chợ. Đó là buổi meeting đầu tiên của toàn dân trong làng mừng ngày cách mạng tháng 8 thành công. Như vậy chúng ta sẽ gạch dưới các từ ngữ miêu tả hình ảnh người dân nô nức về dự cuộc meeting. Như vậy các từ ngữ miêu tả hình ảnh người dân nô nức về dự cuộc meeting đó là mỗi người, rồi mỗi người trên tay cầm một lá cờ lần lượt đổ ra sân chợ. Rồi hình ảnh tiếp theo nữa đó là những chiếc xuồng với lá cờ mỗi lúc mỗi gần nhau đổ về bến chợ. Tiếp theo, người từ các nơi đổ về đứng chật cả sân chợ. Rồi như vậy thì chúng ta vừa gạch dưới các từ ngữ miêu tả hình ảnh người dân nô nức về dự cuộc meeting. Bài tập số 3, gạch dưới các từ ngữ thể hiện niềm vui vô bờ bến của người dân mừng nước nhà độc lập. Tiếng hô từ trên khán đài vang lên, cách mạng tháng 8 thành công, chấm dứt 100 năm nô lệ, Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc muôn năm. Mọi người như vậy lên, ai cũng muốn cất tiếng hát, nhưng không biết hát bài gì. Bấy giờ không có một bài hát nào đủ cho con người được hả hê mừng ngày chấm dứt đời nô lệ. Thế là mạnh ai nấy hét vừa giơ cao tay, vẫy cờ rồi tất cả cùng cất tiếng hòa theo. Như vậy ở bài tập số 3 này chúng ta gạch dưới các từ thể hiện niềm vui vô bờ bến của người dân mừng nước nhà độc lập. Đó là các từ cách mạng tháng 8 thành công, chấm dứt 100 năm nô lệ, Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc muôn năm. Rồi tiếp theo nữa là mạnh ai, thế là mạnh ai nấy hét vừa giơ cao vậy, vơ tay cao vậy cờ.
Rồi tiếp theo bài tập số 4. Tiếng hát vang của mọi người được so sánh với gì đánh dấu tích vào những ô thích hợp? A. So sánh với tiếng cười nói hân hoan của những người dân đổ về sân chợ. Như vậy chúng ta thấy ý này đúng hay là sai ý này? Sai. Tiếp theo B. So sánh với một bài hát không lời không được soạn trước phát ra từ sức mạnh của lồng ngực mỗi người. Như vậy ý B đúng. C. So sánh với một bài hát không lời không thể hát lại lần thứ hai mà vang mãi với đời người. Như vậy ý C đúng. D. So sánh với một bài hát được mọi người yêu thích hát đi hát lại nhiều lần. Như vậy ý D là sai. Như vậy, tiếng hát vang của mọi người được so sánh với bài mà một bài hát không lời không được soạn trước phát ra từ sức mạnh trong lòng ngực của mọi người. So sánh với một bài hát không lời không thể hát lại lần thứ hai mà vang mãi với đời người. Tiếp theo câu số 5, theo em vì sao bài hát ấy chỉ cất lên một lần mà vang mãi với đời người, quan trọng chữ cái trước ý em thích. A. Vì bài hát ấy không có lời và không được soạn trước được mọi người cùng hòa giọng cất vang. B. Vì bài hát ấy tuy không thể hát lần thứ hai nhưng vang rất xa và ngân mãi không dứt. C. Vì bài hát ấy thể hiện cảm xúc vô cùng xua xuống của mọi người trong một sự kiện đặc biệt không thể nào quên. Về ý kiến khác. Như vậy, bài hát ấy chỉ cất lên một lần mà vang mãi với đời người theo em là vì bài hát ấy thể hiện cái cảm xúc vô cùng vui sướng của người mọi người trong một sự kiện đặc biệt không thể nào quên. Như vậy câu 5 các em chọn C. Rồi tiếp theo luyện từ và câu. Trạng ngữ. Một La Mã nhận xét. Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau bổ sung cho những thông tin gì nói đúng? A. Ở E Lâm nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ dễ chịu. B. Bây giờ nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ dễ chịu. C. Vì chịu khó lao động, nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ dễ chịu. D. Bằng hai bàn tay lao động, người dân E Lâm đã thay đổi cuộc sống của mình. C. Để có cuộc sống đầy đủ dễ chịu, nhà nào cũng chịu khó lao động. 1. Thời gian diễn ra sự việc. 2. Địa điểm diễn ra sự việc. 3. Mục đích của hoạt động. 4. Nguyên nhân của sự việc. 5. Phương tiện thực hiện cái hoạt động. Như vậy chúng ta đọc kỹ các câu và chúng ta sẽ nói đúng. Như vậy câu A, ở EA5 nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ dễ chịu. Thì cái bộ phận in đậm ở EA5 bổ sung cho câu cái thông tin đó là địa điểm diễn ra sự việc. Như vậy A nói với 2. Rồi tiếp theo bây giờ ở câu B là bây giờ là trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc. Như vậy B nói với 1. Câu C, vì chịu khó lao động, bổ sung thông tin nguyên nhân của sự việc. Như vậy 3 các em sẽ nói với câu C, các em sẽ nói với số 4. Tiếp theo câu D, bằng hai bàn tay lao động, bổ sung cho câu thông tin về phương tiện thực hiện hoạt động. Như vậy câu D nói với số 5. Tiếp theo, để có cuộc sống đầy đủ dễ chịu, bổ sung thông tin mục đích của
của hoạt động. Như vậy, E nói với bà. Tiếp theo bài tập số 2. Mỗi bộ phận nói trên trả lời cho câu hỏi nào nói đúng? A ở E5 trả lời cho câu hỏi ở đâu? Rồi tiếp theo B bây giờ trả lời cho câu hỏi bao giờ? Rồi tiếp theo D vì chịu khó lao động trả lời cho câu hỏi là vì sao? Câu D bằng hai bàn tay lao động trả lời cho câu hỏi là bằng gì? E để có cuộc sống đầy đủ dễ chịu trả lời cho câu hỏi để làm gì? Tiếp theo hai La Mã luyện tập một nhỏ gạch dưới trạng ngữ trong các câu sau. A tháng 12 năm 1075, Lý Thường Kiệt đem quân phá tan ba thành trì của địch. Như vậy chúng ta có trạng ngữ đó là tháng 12 năm 1075. Vì bị mất lương thảo và vũ khí tích trữ ở đó hơn một năm sau, nhà Tống mới cử Quách Quỳ chỉ huy đại quân tràn vào Đại Việt. Như vậy chúng ta có trạng ngữ tiếp theo đó là vì bị mất lương thảo và vũ khí tích trữ ở đó và hơn một năm sau. Tiếp theo câu B, trên dòng sông mênh mông những chiếc xuồng với lá cờ mỗi lúc mỗi gần nhau đổ về bến chợ. Như vậy chúng ta có trạng ngữ trên dòng sông mênh mông. Tiếp theo câu 2, đặt một câu nói về hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc là một cái hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở trường em trong đó có trạng ngữ gạch dưới trạng ngữ của câu đó. Ví dụ, nhân ngày kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trường em tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thì trạng ngữ ở đây là nhân ngày kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.